Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Lan Rừng Ngọc Bền, một trong những chuyên kênh về mua bán trao đổi tất cả các loại giống lan rừng có uy tín tại Cao Bằng cũng như trên toàn quốc. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay rất vui vì lại được cùng các bạn chia sẻ cũng như là báo giá những cái mặt hàng lan rừng mà cơ sở hôm nay bên em mới cập nhật. Ngay trong sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2019, cơ sở bên em về một lượng rất lớn về các loại giống lan rừng nha các bạn. Có trong đó có cả những cái mặt hàng rất là hot như là kiều tím, kiều vàng, đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì về số lượng cực kỳ nhiều luôn nha các bạn. Gần 2 tạ đùi gà tròn về nên đủ đảm bảo để chia sẻ cho tất cả các bạn trong ngày hôm nay. Và ngoài những cái mặt hàng trên thì em còn có thêm có cả Trần Tuấn này. Và mặt hàng là đai châu hàng kg nhé. Đây là hàng đai châu hàng bóc trụ của Thái Lan nha các bạn. Hiện giờ thì em sẽ bắt đầu đi vào giới thiệu chi tiết từng mặt hàng lan của phiên ngày hôm nay luôn. Và trước khi đi vào giới thiệu về báo giá những mặt hàng lan, em cũng tự giới thiệu luôn. Thì cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền có địa chỉ tại tổ 7 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102 và số điện thoại thứ hai là 0967615815. Khi gọi điện đến hai số điện thoại trên, các bạn sẽ có gặp nhân viên tư vấn trực tiếp cũng như là lên đơn hàng cho tất cả các bạn. Hiện giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết luôn mặt hàng đầu tiên mà bên em sẽ có bán ngày hôm nay. Đó là mặt hàng lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng nhé các bạn. Kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng đây thì là cũng là một trong những mặt hàng lan mà cho hoa vào mùa hè nên trong thời gian này đang rất là hot luôn nhé. Hiện giờ thì lô này bên em về cũng không còn được nhiều đâu ạ. Chỗ này sẽ đủ để chia sẻ khoảng tầm 20 cân thôi. Nên là các bạn có thể là nhanh tay gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline của bên em để đặt hàng nhé. Và kiều tím miền Trung bên em bán với mức giá là 350.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp, đó là mặt hàng lan đai châu. Đây là đai châu hàng bóc trụ Thái Lan, bên em bán theo kg nhé các bạn. Vừa mới xuống hàng nên là có cả những cái mảnh giấy này. Những mảnh giấy này ở đây là các bạn đấy, khi các đầu mối gửi lên ấy, thì họ để vào, đệm vào để cho là tránh cái tình trạng bị gãy dập vỡ lá. Hiện giờ thì đai châu hàng bóc trụ Thái Lan hàng kg này bên em bán với mức giá là 680.000 đồng cho 1kg. Tương ứng ở đây em sẽ đếm cho các bạn này, một cân thì nó có thể tầm 3 đến 4 cây nhé. Hiện giờ hàng kg thì có thể là sẽ có những cây có bị dập lá một chút này thôi, hoặc là bị lỗi lá một chút nhá. Nhưng không sao, lấy về chúng ta có thể là thuần cũng như là dưỡng cây thì nó sẽ lấy lại cái dáng thế của cây rất là nhanh thôi. Đây, em sẽ lấy ra điển hình cho các bạn xem đây. Đây là một cây này. Cỡ này là có thể là sẽ được 1kg đấy, để em xem này. Một cây này. Cây này, cây tiếp, cây thứ hai nhé. Ôi, hai cây đây, hơn một cân rồi đây. Hai cây này to các bạn. Đấy, như này có thể là bên em gửi hàng kg có thể là 3 đến 4 cây đã được 1 cân rồi nhé. Có những cây cá biệt có thể là 2 cây đã được 1 cân rồi. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp là một trong những mặt hàng lan mà đặc trưng của rừng vùng núi Cao Bằng bên em. Đó là mặt hàng lan kiếm đỏ nhé. Mặt hàng lan kiếm đỏ này cũng là mặt hàng loại lan mà cho ra bông vào mùa hè. Trong những tháng sắp tới sẽ có những cái cần hoa nó lên và cho bông màu đỏ rực và có cái hướng thiên lên trời nhé, cái hướng của bông hoa đấy. Nên gọi là bông hoa kiếm đỏ, một trong những loại lan mà đặc trưng của rừng Cao Bằng. Và hôm qua thì bên em cũng có một số bạn ở trong huyện ra và cầm ra gửi bên em bán. Thì hiện giờ ở đây thì em cũng vừa mới lên sóng cũng như lên đơn hàng nên cũng chưa kịp bó lại. Nên là hôm nay bên em sẽ bán với theo cái giá hàng cân nhé, 150.000 đồng cho 1kg kiếm đỏ Cao Bằng. Tiếp đến dưới đây thì em có những cái phần Trần Tuấn. Những cái phần Trần Tuấn này thì em lấy đặt ra để tượng trưng thôi. Còn đây là những cái phần mà khi mà em gửi đi cho các bạn đấy ạ, đều đồng giá là 200.000 đồng. Và bên em đều có chia ra đều tất cả các phần với nhau nhé. 200.000 đồng cho một phần lan Trần Tuấn, một trong những loại lan cũng rất là đặc trưng cũng như quý hiếm của vùng rừng Việt Nam chúng ta. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp, đó là mặt hàng lan Điện Biên Đông hay còn gọi là mặt hàng lan hương rừng đấy ạ. Cũng là lan cho bông vào mùa hè nhé các bạn. Khi đến mùa hè đến khoảng tầm giữa tháng 6, tháng 7 thì những cái bông hoa của hương rừng này sẽ nở rộ nhất. Còn hiện giờ bắt đầu lác đác cũng đã ra hoa. Hoa có màu vàng rất là đẹp nha các bạn. 220.000 đồng cho 1kg.
Tiếp đến bên đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan dáng hương miệng kín hai thùy. Đây là một trong những loại lan mà cũng có giá rất là rẻ, rất đáng để sưu tầm cho vào trong vườn lan nhà các bạn. Hiện giờ thì đây là hàng sưu tầm nên là em bán với và chia sẻ cho các bạn với mức giá là 100.000 đồng cho 1 kg nhé. Dáng hương miệng kín hai thùy, nhìn rất là giống lan đuôi cáo. Nhưng mà hiện giờ cái bản lá xếp của nó rất là nhiều đấy, những cái lá thì nhìn nó có vẻ đẹp hơn rất nhiều. Rồi, đây là dáng hương miệng kín hai thùy nhé. Khi mà gửi đi thì em sẽ chủ động bỏ những cái lá vàng này đi. Các bạn yên tâm là khi nhận được thì sẽ có đã qua chọn lọc nhé. Tiếp đến bên đây thì là mặt hàng lan mặc diệp. Lan mặc diệp thì hiện giờ bên em cũng không còn nhiều đâu nhé. Em vẫn bán theo củ 10.000 một củ nhỏ. Còn nếu mà các bạn lấy củ to là 20.000 đồng cho một củ nhé. Đây là một giống địa lan mà mình lấy về mình trồng vào những cái chậu lớn nhé. Thì mình sẽ có những cái chậu địa lan để trước sân nhà cũng rất là đẹp luôn. Trồng thì với cái giá thể có thể là vỏ trấu trộn đất bùn nhé. Đất bùn đã phơi khô và qua xử lý. Tiếp đến trên đây, giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan hạc vĩ Lào nhé các bạn. Đây là mặt hàng lan hạc vĩ Lào ạ. Hạc vĩ Lào ở đây em bán với mức giá là 220.000 đồng cho 1 kg. Đặc điểm của thân hạc vĩ Lào sẽ là dài cũng như là mảnh hơn so với hạc vĩ Bắc nhé các bạn. Còn cách chăm sóc và cách thuần cũng giống như nhau thôi, bởi vì tất cả đều là hàng rừng. Mà giống rừng thì thuần rất là dễ luôn nhé. Tiếp đến bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan hoàng thảo tam bảo sắc các bạn ạ. Hoàng thảo tam bảo sắc thì bên em chỗ này để em bốc lên xem. Cũng còn khoảng tầm cỡ 3 cân nhỉ thôi. Đợt này về được hơi ít bởi vì hoàng thảo tam bảo sắc cũng là giống lan mà cho hoa mùa hè nên cũng đầu mối cũng không có nhiều đâu các bạn. Em bán với mức giá là 250.000 đồng cho 1 kg ạ. Bên cạnh đây thì có một chút yến ngọc, nhưng mà hiện giờ yến ngọc này thì bên em có khách đặt rồi. Em chỉ quay qua cây yến ngọc cho các bạn thôi, còn không báo giá nữa nhé. Tiếp đến em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan trầm tím. Trầm tím Myanmar nhé các bạn. Trầm tím Myanmar em bán ở đây với mức giá là 750.000 đồng cho 1 kg nhé. Hiện giờ ở đây em có hai chia ra làm hai phần nên là cũng chưa nhớ rõ là giá lắm đâu. Cái này là loại đẹp đây, 750.000 đồng đấy ạ. Nên là hơi nhầm một chút thôi. Trầm Myanmar thân sẽ dài đều đẹp nhé các bạn. Đặc điểm nó như vậy, nhưng mà sẽ ra chỗ bông muộn hơn trầm Lào khoảng tầm cỡ 10 đến 15 ngày thôi. Còn cái độ nảy mầm cũng như là cách thuần cũng rất là dễ. Còn đây là trầm Myanmar hàng giống. Bên em bán với mức giá là 650.000 đồng cho 1 kg. Hàng giống sẽ bao gồm những cái thân có thể là nhỏ như thế này. Và thứ hai nữa là những khóm có thân già nhiều này. Và thứ ba nữa là các khóm có thân hoa nhưng có thể là bị gãy đầu ngọn hoặc là bị rời ra. Nên là em cho vào hàng giống. Cái trường hợp mà các bạn nhận được hàng rời như này không sao cả, cắt chỗ này đi cho em. Và mình những cái thân già cũng vậy, tách ra và sau đó thì mình có thể ươm để lấy giống nhé. Hàng giống thì cách xử lý sẽ như vậy, 650.000 đồng cho 1 kg trầm Myanmar hàng giống. Ở chỗ này, bên cạnh đây em còn có khoảng tầm 2 cân hạc vĩ Bắc nhé. Hạc vĩ Bắc bên em bán với giá là 280.000 đồng cho 1 kg. Hạc vĩ Bắc thì hiện giờ đang là cái mùa nở chính rộ hoa rồi nhé. Nhưng mà lô hàng này về thì vẫn còn lác đác khá là nhiều những cái nụ hoa chưa bung lụa nhé các bạn. Ở đây cũng không có nhiều lắm nhé, lác đác thôi. Đây là em quay để cho các bạn biết những cái nụ của hạc vĩ Bắc. Rồi ạ, bên cạnh đây em giới thiệu tiếp sẽ là lan ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu đợt này lấy về thì không thể đảm bảo với mặt hoa đến tay các bạn được nữa, bởi vì là bây giờ những cái mặt bông nó đã xuống sắc rất là nhiều rồi. Ý thảo ba màu bây giờ lấy về để ghép thuần và chơi hoa mùa sau nhé các bạn. Ý thảo ba màu bên em bán với mức giá là 300.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến trên đây em báo giá tiếp mặt hàng kim điệp thơm, hay còn gọi là kim điệp nhựa. Lô hàng kim điệp thơm này là lô hàng kim điệp thơm giống nhé các bạn. Em bán mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg. Bởi vì hiện giờ có ở đây cái hàng giống ấy thì nó có những khóm nhỏ như này, và thứ hai nữa là đã qua cái mùa hoa đấy, thì tất cả đặc điểm của những loại lan khi mà đã xuống hoa rồi đấy, thân nó sẽ rất là teo tóp cũng như là nó bị mất nước khá là nhiều. Nhưng mà lấy về mình thuần lên để có thể chơi hoa những mùa sau không vấn đề gì nhé các bạn. Em bán với cái giá xả hàng là 200.000 đồng cho 1 kg kim điệp thơm nhé. Hàng có cả hàng rời cũng như là cây khá là nhỏ. Còn nếu mà hàng đẹp bên em khi có hàng sẽ bán từ dao động 250 cho đến 280.000 đồng 1 kg ạ. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan đùi gà tròn nhé. Đây là lan đùi gà tròn hàng giống.
Hiện giờ thì hàng giống ở đây nó sẽ có cả những cây nhỏ, cây rời nhé các bạn. Cây nhỏ này, cây những khóm nhỏ như này. Và những khóm rời sẽ là, đây là một khóm rời như này. Sẽ một cái khóm rời như này. Các bạn lấy hàng giống về thì chú ý giúp em là nên tìm hiểu kỹ về cái mặt hàng lan giống mà mình đã đặt hàng. Bởi vì những cái hàng giống này đấy, thì cái độ nảy mầm nó không thua kém gì so với hàng đẹp. Nhưng mà hiện giờ đã xuống sắc cũng như rời khá nhiều. Cần có thời gian bỏ ra để mình ghép lên những cái rề và chơi hoa vào các mùa sau nhé các bạn. Cái này không vấn đề gì hết bởi vì cái giống nó rất là tốt luôn. Rồi hỏi có thời gian ghép và cũng như có cái con mắt thẩm mỹ nhưng mà bàn tay khéo léo một chút thôi. Đùi gà tròn hàng giống em bán với mức giá là 160.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Vanda Nâu hay còn gọi là Vanda Hương Chanh. Vanda Nâu thì đây cũng là một trong những mặt hàng lan mà đặc trưng của vùng rừng núi Cao Bằng nhé các bạn. Em lấy được từ chỗ các hộ dân ra để giao lưu với các bạn nên là cái mức giá cũng rất là rẻ thôi, 150.000 đồng cho 1kg Vanda Nâu nhé. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan trồn trắng hàng Lào nhé. Lan trồn Lào thì chỗ này bên em nó cũng đã có một đơn cũng khá là nhiều rồi nên chỗ này sẽ chỉ có thể nhận được 1-2 đơn nữa thôi. Trồn Lào em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1kg ạ. Và tiếp đến bên cạnh đây là mặt hàng Long Tu Xuân. Long Tu Xuân hàng đẹp dài đều hết nhé các bạn. Đây là lô Long Tu Xuân mà bên em mới đổi về hơn một tạ luôn. Nên là các bạn đặt lan yên tâm là có đầy đủ để chia sẻ cho các bạn. Đây, vừa mới đổ hàng nên em cũng chưa cả bỏ những cái tờ giấy này đi đây. Những tờ giấy này là những tờ giấy đệm để tránh tình trạng dập gãy và úng lan đấy ạ. Còn có cả những tờ giấy rất nhiều đây này. Long Tu Xuân khi em gửi đi cho các bạn hàng đẹp là 280.000 đồng cho 1kg nhé. Đảm bảo không gãy những cái thân hoa, thân tơ không bị gãy. Còn những cái thân già thì nó nhỏ thì đấy là điều tất nhiên. Vì một khóm ấy, cả thân già và thân tơ thì tất nhiên những cái thân già, thân bà, thân cụ này nó ngắn thôi. Nhà thân hoa khi mà em gửi đi cho các bạn đảm bảo đều trên 20cm, hàng đẹp Long Tu Xuân nhé. Đây là cái lô mà mới về. Do cái sân cũng khá là rộng nhưng có nhiều mặt hàng lan mà nên em bỏ ra ở đây cũng chưa nhiều thôi. Còn các bạn đặt lan thì yên tâm là có rất là nhiều luôn nhé. Tiếp đến trên đây là một lô cũng mới về luôn. Đùi gà tròn, hoa tím đậm, bông to, đều đẹp. Lô đùi gà tròn này về số lượng cũng rất nhiều nhé. Có khóm không hề có nhiều quá nhiều hàng rời nhưng cũng những cái rề cũng không quá to. Đây nhé. Hoa tím đậm đều đẹp đấy ạ. 200.000 cho 1kg đấy ạ. Bác nào mà muốn lấy rề to thì có thể là liên hệ với em. Em sẽ bán theo từng rề như này nhé. Nếu mà lấy chọn rề theo yêu cầu ấy ạ. Những cái rề mà trên 1 cân. Chọn rề theo yêu cầu có nghĩa là em sẽ phải chạy ra để cân cho từng bác một đấy. Thì em xin phép em sẽ bán với mức giá là 220.000 đồng nhé. Bởi vì là khi mà ra chọn cho các bạn như này thì những cái hàng như này em phải bới lên rất dễ bị tình trạng và bị gãy những cái thân hoa, gãy cây. Nên là em cũng rất hạn chế để ra chọn cho các bạn thôi. Nhưng mà hôm nay có đùi lô, đùi gà tròn về rất nhiều và có khá là nhiều rề nên em sẽ có cho một bạn khéo léo ra chọn rề cho các bác. Nếu yêu cầu chọn rề em lấy mức giá là 220.000 đồng cho 1kg. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan Kim Điệp Xuân. Kim Điệp Xuân hiện giờ cũng đang là mùa hết hoa và bắt đầu cho một cái mùa mầm mới. Và khi đã ra hoa rồi thì tất cả các giống lan đều xuống sắc rất nhiều nha các bạn. Nên là hiện giờ cái lô Kim Điệp Xuân này em sẽ cho vào mặt hàng lan Kim Điệp Xuân giống. Em bán với mức giá là 120.000 đồng cho 1kg nhé. Đây là Kim Điệp Xuân hàng giống. Hàng đẹp hiện giờ nó cũng sẽ không khác gì lắm đâu các bạn ạ. Chẳng qua là hiện giờ thì chỗ này cũng không còn nhiều nên cho hàng giống thôi. Lan mà đã ra hoa rồi thì cái nó xuống sắc rất là nhiều. Bên cạnh đây em giới thiệu tiếp sẽ là lan Ngọc Thạch Lào nhé. Ngọc Thạch Lào thì đảm bảo luôn là màu đều đủ 3 màu hoa đây này. Ngọc Thạch Lào cũng là Ngọc Thạch 3 màu nhé các bạn. Nhưng là lô hàng này thì em lấy là nhập từ bên những cái cánh rừng lớn của Lào về ấy. Cái thân của Ngọc Thạch Lào thì nó sẽ không được quá thẳng đều đẹp nên là em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1kg nhé. Còn màu hoa vẫn chuẩn chỉ 3 màu luôn. Tiếp đến ở đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan chuỗi ngọc. Lan chuỗi ngọc hiện giờ em đang bán xả hàng và hiện giờ chỗ này cũng còn khoảng cỡ 5kg. Xả hàng luôn với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên cạnh đây em giới thiệu tiếp sẽ là lan Hoàng Phi Hạc.
Lan Hoàng Phi Hạt em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg nhé các bạn. Cũng đang là mùa hết hoa và xuống lá nên những cái thân Hoàng Phi Hạt gửi đi cho các bạn sẽ chủ yếu nhận được sẽ là những cái thân đã khô đều đẹp rồi. Và thứ hai nữa là những cái lá vàng này thì sẽ rụng dần theo trong thời gian tới để bắt đầu nuôi những cái ươm chồi con. Bởi vậy nên khi mà các bạn nhận được lan ấy, các bạn chú ý giúp em là tìm hiểu kỹ về loại lan mình muốn trồng vào trong cái mùa này như thế nào nhé. Bây giờ là cái mùa nó khô đều đẹp chứ không phải mùa xanh mướt, nên là các bạn nhận lan về chú ý giúp em là dưỡng lại cây và ghép lên giá thể như bình thường nhé. Em nhắc lại Hoàng Phi Hạc là 200.000 đồng cho 1kg. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan Hoàng Lạp. Lan Hoàng Lạp hiện giờ mặt cây cũng như là mặt lá giống như lan Sơn Thủy Tiên nhé, nhưng mà đặc điểm đó là sẽ ra hoa trước Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên thì mùa này mới bắt đầu có những cần hoa lên khá cao, chứ Hoàng Lạp đã qua mùa hoa nhé các bạn. Bây giờ lấy về thì ghép để làm giống cũng như chơi hoa mùa sau. Hoàng Lạp em bán với mức giá là 140.000 đồng cho 1kg ạ. Bên cạnh đây còn một chút nhất điểm hoàng. Như nhất điểm hoàng thì lô này nãy em vừa nhận được là có khách đặt rồi nên em không báo giá nữa. Em báo giá tiếp là mặt hàng lan Ngọc Thạch Bắc. Ngọc Thạch Bắc cũng là Ngọc Thạch ba màu, nhưng các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt đúng không ạ? Ngọc Thạch Bắc hiện giờ thì cái thân to và thẳng hơn rất nhiều. Em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg nhé. Còn với Ngọc Thạch hàng giống này đấy ạ. Đây là Ngọc Thạch Bắc hàng giống. Hàng giống thì là những cái thân, nó có thể là những cái thân mẹ hoặc là thân già bị gãy, hoặc là chủ yếu là những cái thân mà nó ngắn thôi, em cho vào cái hàng gọi là hàng giống. Ngọc Thạch Bắc hàng giống em bán với mức giá là 170.000 đồng cho 1kg. Bên cạnh Ngọc Thạch Bắc hàng giống, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Kim Thoa. Một trong những loại lan mà có mức giá rất phải chăng, cũng rất đáng để sưu tầm vào trong vườn nhà các bạn. Kim Thoa thì hiện giờ là chưa đến mùa hoa nha các bạn. Kim Thoa thì cũng là lan mở nở mùa hè. Các bạn chủ động mua sớm về và có thể là ghép lên giá thể chơi hoa ngay trong năm đầu tiên luôn. 100.000 đồng cho 1kg ạ. Dưới đây sẽ là lô Hoàng Thảo lông trắng hàng giống. Hoàng Thảo lông trắng hàng giống em bán với mức giá là 350.000 đồng cho 1kg. Hàng giống bởi vì nó có khá là nhiều những cái thân rời, và thứ hai nữa là cũng không quá to. Nhưng không sao cả, bởi vì hàng giống thì hiện giờ đang tất cả đều đang lên mầm nụ rồi nha các bạn. Lấy về ghép lên giá thể và chơi hoa được trong những cái mùa sau ngay. Hoàng Thảo lông trắng 350.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến em giới thiệu sẽ là mặt hàng lan Sơn Thủy Tiên nhé. Khi nãy em giới thiệu Hoàng Lạp rồi, và em cũng có nói là Hoàng Lạp thì qua mùa hoa, nhưng Sơn Thủy Tiên thì bắt đầu vào mùa hoa nhé. Một trong những loại lan mà nở hoa hè luôn đấy ạ. Những cái cần hoa đã lên rồi đây, nhưng trong quá trình vận chuyển thì là bị bong mất một số nụ. Còn những cái thân nào mà chưa ra hoa, những cái mắt nụ mà chưa lên đấy, trong thời gian tới sẽ lên thôi. Lô Sơn Thủy Tiên này hàng tỷ lệ hàng dề cũng rất là nhiều nha các bạn. Toàn chủ yếu là những dề thôi. Khi mà gửi đi cho các bạn thì nếu mua 5 lạng thì sẽ có những cái khóm rời một chút. Còn nếu mà từ 1 cân trở lên thì em đều chủ động là nhắn các bạn đóng hàng là chọn dề cho khách để khách về dễ ghép. Em bán 200.000 đồng cho 1kg nhé các bạn, Sơn Thủy Tiên. Hoa mùa hè nha. Bên cạnh Sơn Thủy Tiên sẽ là mặt hàng lan Kiều Vàng. Kiều Vàng cũng như là Kiều Tím thì cũng là lan cho bông mùa hè. Đây là trong thời gian qua cũng rất là được nhiều các bạn ưa thích cũng như là lựa chọn. Kiều Vàng thì bây giờ dựng cái mắt hoa nó đã lên nhầy rồi. Còn những bạn nào mà đã thuần Kiều Vàng rồi đấy, ở nhà thì những cái cần hoa có thể đã có bông rồi nha các bạn. Còn đây hiện giờ do trong quá trình khai thác và lấy về thì cái năm đầu hoa nó sẽ thường trễ hơn so với mọi năm. Kiều Vàng em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan. Em giới thiệu thập hoa trước nhé. Thập hoa. Hiện giờ thập hoa thì có rất là nhiều dề nhé các bạn. Và bác nào mà muốn lấy dề to ấy, từ 2 cân trở lên thì cũng có thể báo em để em ra cân và em báo giá. Còn nếu mà lấy dưới 2 cân thì em sẽ lấy theo giá hàng kg, 150.000 đồng cho 1kg nhé. Và khi lấy 1 cân thì có thể là có khoảng tầm 2 đến 3 khóm. Còn nếu mà lấy 5 lạng thì em sẽ cho những chọn, cũng có chọn khóm cho các bạn, nhưng cũng sẽ có những khóm nhỏ nhảy để bù vào cho đủ cân thôi. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan đùi gà dẹt ạ. Lan đùi gà dẹt đây là hàng đẹp nhé các bạn. Lan đùi gà dẹt hàng đẹp em bán mức giá là 200.000 đồng cho 1kg ạ. Lô đùi gà dẹt này thì xuống tỷ lệ xuống lá chưa nhiều,
nên là nhìn còn rất là mướt luôn nhá, không có gì để chê luôn. Những cái lá vàng này thì khi gửi đi em cũng chủ động ngắt đi để cho các bạn em đỡ bị tình trạng thối lá cũng như nhũn ở trong hộp ấy. Và em cũng có thông hơi đục lỗ vào những cái thùng hàng, nên là khi gửi đi cho các bạn thì các bạn cứ yên tâm về chất lượng giống lan mà em cung cấp. 200.000 đồng cho 1 kg đùi gà dẹt. Tiếp đến bên đây sẽ là cái lô đùi gà dẹt hàng giống ạ. Đùi gà dẹt hàng giống này thì là cái tỷ lệ xuồng lá nó khá là nhiều, cũng như là có khá nhiều thân già nhé, và có những cái khóm rơi. Để cho các bạn nhà vườn lấy về có thời gian cũng như là có bàn tay chăm sóc khéo léo thì vẫn ghép lên và chơi hoa rất là đẹp nhé. Mức giá đem để lại rất là tốt, 160.000 đồng cho 1 kg đùi gà dẹt hàng giống. Bên cạnh đùi gà dẹt hàng giống thì đã giới thiệu tiếp đấy là mặt hàng lan vẩy rắn. Lan vẩy rắn thì cái bản lá cũng sẽ nhỏ hơn so với vẩy rồng, nhưng mà ra hoa cũng đều là mùa hè nha các bạn. Vẩy rắn em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg. Chỗ này nhìn như vậy thôi nhưng mà có thể chỉ còn trên 1 cân thôi nha các bạn. Nhanh tay đặt hàng với 2 số điện thoại hotline của bên em. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng long tu xanh đá tím, mà em vẫn thường hay gọi là long tu đá tím, em thường gọi tắt như vậy nhé. Long tu đá tím hiện giờ cũng qua mùa hoa rồi, nhưng mà những cái thân tơ này, này đang lên rất là khỏe, nên là các bạn lấy về ghép nhanh nhé, bởi vì trong thời gian tới nếu mà những cái cần tơ này nó mà lên quá cao ấy, gửi đi sẽ rất là khó khăn. Trong quá trình vận chuyển có thể xảy ra tình trạng bị bong mất cả cái những cái mầm chồi con này này, nên là thời gian này mình mua về là hợp lý nhất nhé. Long tu đá tím em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Còn cái sự khác biệt giữa hai mặt bông này thì em quay luôn cho các bạn, bởi vì có một số bạn cứ hỏi vào mặt bông sao lại gọi là đá tím. Nó không phải tím ngắt hết nhé, đây này, bởi vì là họng thì nó vẫn là họng vàng, nhưng mà có những, trên những cái cánh lá này này, đầu ngọn nó có màu phớt tím nhá, đây này, và có nếu mà mới ra thì cái cần hoa này này, bé bé này ấy, thì sẽ có cả màu tím. Đấy, đây là cái mặt hàng long tu đá tím này, còn bên này sẽ là long tu đá trắng, cũng là long tu xanh đá trắng nhá, em gọi tắt long tu đá trắng đấy. Thì ở bên này cái mặt hoa nó có nhiều hơn thì các bạn biết sẽ rõ hơn đây. Nãy là đá tím đúng không, còn đây là đá trắng này. Cánh thì nó không có màu trắng và bông nó nhỏ hơn nhá, cũng là họng vàng hết. Long tu đá trắng em bán mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg nhá. Và cuối cùng cái mặt hàng lan mà em giới thiệu sẽ là mặt hàng lan hoàng thảo xoắn ạ. Hoàng thảo xoắn thì hiện giờ đang là mùa chuẩn bị hoa nhé các bạn. Đây này, có những bông hoa mà đã ra khá là cao rồi, bởi vì cái này có thể là do cái vùng nóng nên là hoa ra trước. Còn một số thì đang là cái đang có nụ bung nụ đây, nên là tỷ lệ về cái ra hoa trước rồi rất là nhiều. Một số lác đác còn nụ thôi nhé các bạn. Hoàng thảo xoắn em bán mức giá là 250.000 đồng cho 1 kg ạ. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay mới cập nhật. Các bạn đặt lan vui lòng gọi điện trực tiếp đến 2 số điện thoại là 0984754102 và 0967615815 để được tư vấn cũng như là lên đơn hàng trực tiếp. Em Quốc Duy xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.